Cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua: UAV Ukraine tiếp tục vượt 800 km giáng đòn thứ hai vào nhà máy lọc dầu của Nga gần Nizhny Novgorod. Lữ đoàn dù 79 của Ukraine đập tan cuộc tấn công lần thứ ba vào khu ra khốp của quân Nga, dàn thiết giáp cùng bộ binh cháy rụi. Crimea trung chuyển bởi 8 tên lửa đạn đạo ở tấn công cùng lúc Su-30 SM Nga rực cháy ở sân bay chiến lược Saki. Ông Putin đang cố gắng thành lập liên minh chống phương Tây. Chi tiêu chiến tranh tăng vọt của ông Putin khiến kinh tế Nga điều đứng. Và tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. UAV Ukraine tiếp tục vượt 800 km dán đòn thứ hai vào nhà máy lọc dầu của Nga gần Nizhny Novgorod. Quý vị thân mến, Ukraine tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào một nhà máy lọc dầu ở thành phố Kostoltovo của Nga và đã đánh trúng mục tiêu. Sự xuất hiện của một máy bay không người lái cảm tử tầm xa của Ukraine tại nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Cơ Tovo đã được ghi lại trên video. Đây là lần tấn công thành công thứ hai của Ukraine vào mục tiêu này. Cuộc tấn công diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 7. Đánh giá qua video, quân đội Nga thậm chí còn không cố gắng đánh chặn UAV Ukraine. Nó bay tới nhà máy lọc dầu với tốc độ thấp, lao xuống cơ sở và phát nổ. Sau đó thì khói đen bốc lên phía trên nhà máy. Hiện chưa rõ là công ty dầu mỏ bị thiệt hại nghiêm trọng đến mức nào. Chính quyền Nga đang che giấu thông tin. Chúng ta hãy lưu ý rằng nhà máy lọc dầu Lukoil NNOS ở Kosovo là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Nga. Nó xử lý khoảng 17 triệu tấn dầu mỗi năm. Nó sản xuất nhiều loại sản phẩm dầu mỏ, bao gồm xăng, nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu hàng không. Lukoil NNOS đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của Liên bang Nga và duy trì nguồn cung cấp ổn định các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường trong và ngoài nước. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2024, nhà máy lọc dầu này đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công và khá nghiêm trọng. Sau đó, UAV đâm vào một nhà máy chế biến dầu gây cháy. Nhà máy đã không hoạt động trong một thời gian. Kosovo nằm cách biên giới Ukraine khoảng 800 km. Và điều đáng chú ý là vào đêm 28 tháng 7, Ukraine UAV không còn tấn công vào kho dầu ở vùng Kursk của Liên bang Nga. Thống đốc Alexei Smirnov buộc phải thừa nhận điều này. Theo ông, ba thùng nhiên liệu đã bốc cháy trong cuộc tấn công. Trước đó, Dialog.ua đưa tin, nhà máy lọc dầu và sân bay Diagilevo của máy bay ném bom Tu-22M3 đã bị tấn công ở Ryazan, cách Ukraine 1.800 km. lữ đoàn dù 79 của Ukraine đập tan cuộc tấn công lần thứ ba vào khu khốp của quân nga, dàn thiết giáp cùng bộ binh cháy rụi. Thưa quý vị, lữ đoàn dù 79 của Ukraine đã thể hiện một màn trình diễn bùng nổ trên hướng Kurakovsky, biến xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của quân chiếm đóng nga thành đống sắt vụn. Vào ngày 28 tháng 7, có thông tin cho rằng quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công thịt thứ ba trong một tuần vào vị trí của lữ đoàn tấn công đường không số 79 của lực lượng vũ trang Ukraine, có lẽ là theo hướng Kurakovsky ở vùng Donetsk. Cuộc tấn công của kẻ thù một lần nữa kết thúc trong thất bại. Theo đại diện báo chí của lữ đoàn dù 79, quân Nga đã tung ra ba xe chiến đấu bộ binh cùng với máy bay tấn công dưới sự yểm trợ của một chiếc xe tăng. Đoạn video được đăng tải trên kênh Telegram. Telegram 365 của Ukraine cho thấy một xe tăng bị mìn nổ tung, sau đó một chiếc máy bay không người lái đâm vào một chiếc xe bọc thép. Có thể thấy các bộ phận của xe bọc thép đã bay sang hai bên trong đoạn phim. Hai chiếc xe bọc thép còn lại bỏ chạy, người điều khiển UAV đã truy lùng và loại bỏ những kẻ xâm lược đã nhảy ra khỏi những chiếc xe đang cháy. Trước đó cuộc tấn công thất bại đầu tiên vào hướng Koracowski xảy ra vào ngày 25 tháng 7, nó có sự tham gia của 45 xe chiến đấu bộ binh, 200 binh sĩ và 12 xe máy. Người Nga thực hiện nỗ lực thứ hai vào ngày hôm sau với kết quả tương tự. Trước đó, vào ngày 21 tháng 7, lực lượng vũ trang Ukraine đã tổ chức trận chiến hào trong rừng Serebryansky, tiêu diệt quân xâm lược đã xâm nhập vào các vị trí của quân trú phòng Ukraine. Crimea trung chuyển bởi 8 tên lửa đạn đạo ở tấn công cùng lúc, Su-30SM Nga rực cháy ở sân bay chiến lược Saki, Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất về cuộc tấn công vào Crimea, quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn và một sân bay quân sự. Những tổn thất đầu tiên của lực lượng vũ trang Nga bắt đầu được hé lộ. Những chi tiết mới đang nổi lên về một cuộc tấn công tên lửa của quân đội Ukraine vào một sân bay quân sự của lực lượng vũ trang Nga ở Crimea bị chiếm đóng. Chúng ta đang nói về sân bay chiến lược Saki, căn cứ không quân quan trọng nhất của Nga ở phía tây nam bán đảo Crimea. Trước đó có thông tin cho rằng, cuộc tấn công diễn ra vào đêm 25 và 26 tháng 7, kênh Telegram Spy Dossier của Nga đưa tin vị trí của trung đoàn hàng không tấn công hải quân riêng biệt số 43 của hạm đội biển đen Nga, đơn vị quân đội số 59882 Novofedorovka đã bị tấn công quân đội Ukraine đã sử dụng 8 tên lửa đạn đạo loại ở tác MS cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Người Nga tuyên bố rằng họ đã bắn hạ được hai tên lửa, một trong số đó rơi xuống cánh đồng phía bắc sân bay. Tuy nhiên, hầu hết các tên lửa đã đánh trúng sân bay. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bị phá hủy. Các chuyên gia cho biết, do cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ vào ngày 26 tháng 7 tại sân bay Saki, một chiếc Su-30SM đã bị phá hủy và có thể một chiếc Su-30SM khác đã bị trúng mảnh đạn. Họ làm rõ rằng có thể nhìn thấy dấu vết rò rỉ nhiên liệu. Điều này có thể cho thấy máy bay đã bị mảnh đạn xuyên qua trong quá trình va chạm. Cuộc tấn công thành công vào Saki trước đó đã được Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận, báo cáo sự phá hủy cơ sở hạ tầng của quân xâm lược Nga. Quân đội Ukraine lưu ý rằng Liên bang Nga tích cực sử dụng sân bay này để kiểm soát biển đen cũng như để tấn công Ukraine. Bộ Tổng tham mưu làm rõ, sân bay được bao phủ bởi các hệ thống phòng không hiện đại của Nga. Hệ thống này một lần nữa không thể bảo vệ được một cơ sở quân sự quan trọng của Liên bang Nga. Su-30SM là máy bay chiến đấu đa năng được cục thiết kế Sukhoi phát triển dựa trên Su-30, tầm bay lên tới 3.000 km và trần bay là 17 km, được trang bị pháo GSH-31 cỡ nòng 30 ly. Nó mang theo các tên lửa không đối không và không đối đất, cũng như các loại bom cỡ nòng khác nhau, giá ước tính của một chiếc Su-30SM vào khoảng 50-60 đến 60 triệu đô la Mỹ. Trước đây, các sân bay quân sự ở Crimea đã từng bị attack MS tấn công, Thông thường đối với những hoạt động như vậy, lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tên lửa có đầu đạn chùm để có diện tích hủy diệt lớn hơn. Hậu quả của cuộc tấn công là ít nhất 23 chiến đấu và radar đã bị phá hủy. Trong số nhân viên, hai người thiệt mạng, bốn người bị thương ở mức độ nghiêm trọng khác nhau. Tổng thống Zelensky nêu ba yếu tố để chấm dứt chiến tranh Ukraine thưa quý vị sự kiên nhẫn sự ủng hộ dành cho ukraine và sức ép ngoại giao lên nga là ba yếu tố để kết thúc chiến tranh một cách công bằng tổng thống ukraine zelensky đã phát biểu như vậy trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhật bản nhk kiên nhẫn ủng hộ và áp lực ngoại giao là ba yếu tố để kết thúc chiến tranh một cách công bằng nếu mỹ và các quốc gia châu âu duy trì sự đoàn kết sẽ có thêm áp lực cho moscow thấy rằng không có cơ hội nào Ông Zelensky nói, ông Zelensky nhấn mạnh rằng ông không thể đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn, trong khi Nga vẫn tiếp tục đóng chiếm lãnh thổ Ukraine. Ông lưu ý rằng Kiev sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chi tiết với các quốc gia có liên quan về toàn vẹn lãnh thổ và các vấn đề khác. Ông cho biết ông sẽ lập một kế hoạch hành động vì hòa bình vào cuối tháng 11. Ông Zelensky tiết lộ rằng, trong một cuộc điện thoại, ông đã mời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm đất nước mình. Ông Zelensky nói, nếu ông Trump muốn tìm hiểu điều gì đó về Ukraine, ông ấy có thể đến tận nơi xem hoặc hỏi tôi, chúng tôi đã liên lạc với nhóm của ông ấy. Ông Trump nói với tôi rằng, ông ấy sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào và tôi có số điện thoại của ông ấy. Zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ Nhật Bản. Ông nói, Nhật Bản là đại diện của nhóm G7 và đã cung cấp cho chúng tôi hỗ trợ kinh tế, nhân đạo và kỹ thuật. Họ đã hỗ trợ chúng tôi rất nhanh chóng. Đây là quốc gia đầu tiên ngoài NATO ký thỏa thuận hợp tác an ninh với Ukraine. Ông bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản sẽ phát huy ảnh hưởng của mình đối với các quốc gia khác với tư cách là nước lãnh đạo ở khu vực Thái Bình Dương và sự hợp tác để tái thiết Ukraine. ông putin đang cố gắng thành lập liên minh chống phương tây Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã lợi dụng lễ kỷ niệm ngày hải quân để cố gắng thành lập một liên minh chống phương Tây từ một số nước châu Á và Trung Đông. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các tàu của Hải quân Trung Quốc, Algeria, và Ấn Độ đã tham gia duyệt binh ở Saint Petersburg, đồng thời có thêm đại diện của các nước có mặt, 31 nước, trong đó có Azerbaijan, Venezuela, Cuba, Libya, Myanmar, Syria, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và các nước Nam Phi. Các nhà phân tích thu hút sự chú ý đến việc Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Alexander Fomin đã gặp tư lệnh Hải quân, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc Hồ Trung Minh và thảo luận với ông về sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực hải quân. Ngoài ra, ông còn tổ chức cuộc gặp tương tự với tư lệnh Hải quân Myanmar Win Hateng đồng thời ngoại trưởng nga sergei lavrov đã gặp ngoại trưởng malaysia muhammad hassan tại kuala lumpur và nhất trí mở rộng quan hệ ngoại giao nga malaysia các chuyên gia cho biết thêm nga gần đây đã tăng cường hợp tác với một số quốc gia này bao gồm venezuela cuba ấn độ và malaysia trong bối cảnh lập trường hung hăng của Điện Kremlin, Vương quốc Anh đang xem xét khả năng phát triển tên lửa tầm xa chống lại vũ khí hạt nhân. Cuộc thảo luận tương ứng đang được tiến hành trong bối cảnh châu Âu lo ngại rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có thể sẵn sàng sử dụng những vũ khí như vậy. Chi tiêu chiến tranh tăng vọt của ông Putin khiến kinh tế Nga điều đứng Thưa quý vị, theo Ngân hàng Trung ương Nga, tăng trưởng kinh tế của nước này dự kiến sẽ giảm khi cơ quan này công bố mức tăng lãi suất quan trọng, đáng kể để kiềm chế lạm phát gia tăng và nền kinh tế quá nóng sau cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin. Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất mà các ngân hàng khác có thể vay từ 16% lên 18%, không thấp hơn nhiều so với mức 20% được công bố khi bắt đầu chiến tranh. Và thống đốc ngân hàng Eviva, Nabilina không loại trừ khả năng sẽ tăng lãi suất thêm nữa. Bà Nabil Lina đã lèo lái nền kinh tế Nga vượt qua sự hỗn loạn do lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm bắt nghẹt cổ máy chiến tranh của Putin, trong khi Điện Kremlin có thể khoe khoang về dự đoán tăng trưởng GDP trong năm nay là 2,9%, thì họ đã được thúc đẩy bởi chi tiêu quân sự kỷ lục cho cuộc chiến, việc mất quân số lớn và làn sóng di cư của những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự đã gây ra tình trạng thiếu hụt lao động, làm tăng tiền lương và làm phát khi những tai ương kinh tế vĩ mô tiếp theo xuất hiện trong những năm tới. Chuỗi cho làm phát liên quan đến lệnh trừng phạt đã thành hiện thực, bà Nabilina Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ sáu tuần trước, điều này đòi hỏi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để làm giảm lạm phát hiện tại theo năm là 8,6%, Bastock sa wiki nhà phân tích thị trường tại conotosia fintech chia sẻ với newsweek rằng kế hoạch ban đầu về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm nay đã phải hủy bỏ vì lạm phát có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát thay vào đó chính sách tiền tệ thắt chặt hơn phải được ban hành trong nỗ lực làm mát nền kinh tế thời chiến đang quá nóng ông nói thêm chỉ tiêu quân sự chiếm khoảng 7% GDP đã dẫn đến mất cân bằng kinh tế vĩ mô nghiêm trọng, bắt đầu gây ra hậu quả. Thống đốc ngân hàng nhà nước Nabilina dự đoán GDP của Nga sẽ tăng thêm 4% trong năm nay, nhưng sẽ giảm vào năm 2025 xuống mức tối đa là 1,5% hoặc 0,5% trong kịch bản bi quan nhất, thấp hơn 8 lần so với dự đoán cho năm 2024. Bà cho biết, nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng quá nóng, đồng thời nói thêm rằng lực lượng lao động và năng lực sản xuất dự trữ gần như đã cạn kiệt. Những yếu tố này có nghĩa là tăng trưởng có thể chậm lại bất kể mọi nỗ lực thúc đẩy nhu cầu. Sự thúc đẩy này sẽ chỉ đẩy nhanh lạm phát hơn nữa. Bà nói, đây thực sự là một kịch bản đình làm mà chỉ có thể được ngăn chặn bằng cách suy thoái sâu. Tình trạng đình làm là sự xuất hiện đồng thời của tăng trưởng chậm, tỷ lệ thất nghiệp cao và giá cả tăng. Bà cho biết động thái hôm thứ Sáu sẽ giúp ngăn cản một kịch bản như vậy. Điều này xảy ra khi lạm phát, giá tiêu dùng CPI đã tăng trong tháng thứ sáu liên tiếp. Trong khi đó, chuyên gia Sao Wiki cho biết, mục tiêu của ngân hàng là giảm mức này xuống còn 4% vào cuối năm sau, đang bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt quốc tế dẫn đến chi phí thanh toán xuyên biên giới cao hơn và giá nhiên liệu tăng cao. Ông nói thêm rằng, một phần nguyên nhân có thể là do tình trạng ngừng hoạt động của các nhà máy lọc dầu do cá cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, ám chỉ đến việc ép tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động xuất khẩu chính của Nga. Và tin tức hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin này tại đây. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và gặp lại quý vị ở những chương trình sau.